không là tóc vậy trời. Anh Tú anh đâu rồi, anh xuống đây ơi. Anh Tú, anh có biết là em ghét tóc lắm không? Em ơi, vợ chồng với nhau bao nhiêu năm rồi, anh chưa từng xin em gì đúng không? Anh giận mặt với em hả? Anh giờ... xong sao anh không dẹp? Cho anh xin một điều thôi được không? Sao vậy? 13-10 tuổi thôi mà em coi nè. Nè, tóc nó rụng còn hơn rau bắp nữa. Rồi mai mốt nó xé hối, không còn một cọng nào trên đầu hết. Trời ơi, ra đường anh phải đổi tóc giả sao em? Không, không, anh thà chết chứ không làm như vậy đâu. Anh Tú giết anh đi em, giết anh đi. Trời ơi, anh thôi chưa? Nói với anh á, anh bớt chơi game lại đi. Tối ngày nói điên, nói khùng, nói sảng không à. Anh á, anh chơi game, anh thức khuya rồi anh stress, anh mới rụng tóc vậy nè. Lo dọn đi. Không phải đâu em, không có thấy được những cái nỗi đau tiềm ẩn bên trong con người của một người đàn ông. Ai kiếm gì không biết nữa. Em ơi, em. Ủa, em, gì vậy anh? Anh đi qua kiếm bạn thân của anh á. Ủa, bạn thân anh kiếm chi giờ này? Nó bị bệnh, nên anh lo sợ, anh qua anh kiếm nó. Bệnh cái gì? Anh bệnh gì mà sao em không biết? Bệnh gì anh? Nó trầm cảm, nhưng mà nó không dám nói với em, tại nó sợ em lo đó. Ủa, trầm cảm? Rồi bây giờ em biết chắc em không lo chắc. Đấy, em ơi, thật ra là em biết không, anh muốn qua anh thăm, anh canh chừng nó. Em biết không, nó là đàn ông mà, thật ra nó cũng cần thời gian để gầy dựng sự nghiệp. Chứ suốt ngày ở nhà rồi nấu cơm, quét dọn, rồi trà rửa toilet, đã vậy sống với con vợ điên nữa. Vợ điên? Ê, nó không nói với anh cái phần nào về vợ điên hết. Nó chỉ nói là nấu nhà quét cơm, còn vợ điên là anh nghĩ ra thôi em. Anh bình tĩnh, anh nghe em nói nè. Điên là con Hương nó mới điên nha. Con Hương nào em? Con Hương vợ anh đó. Hồi xưa đi học nó tên là con Hương điên. Thôi nói chung lại là anh muốn vô anh thăm thằng Tú á. Em ơi, thấy vậy chứ nó bệnh nặng lắm đó, nó trầm cảm đó em ơi, nó chết liền đó em ơi. Gì chồng em chết luôn hả anh? Cho anh vô thăm Tú đi em. Giờ em làm sao anh? Bây giờ cho anh vô. Anh rảnh anh khuyên ảnh đi bệnh viện giùm em nha. Để đó, anh vô anh khuyên cho em. Giúp giùm em nha, rồi ảnh mà có chuyện gì. Để đó, anh vô anh khuyên cho. Hiểu rồi. Ủa gì vậy? Anh chưa có vô nhà được. Ủa gì vậy? Ủa? Trời ơi! Kêu vợ nó điên nó không tin ta. Dạ, em chào anh chị. Em tên là Hiền. Em được giới thiệu đến đây làm giúp việc cho anh chị ạ. Hay em tìm người giúp việc đi, cho Tú có thời gian làm cái việc nó muốn. Đàn ông mà. Thôi được rồi, Hiền vô trong nhà bếp ha. Coi rửa cái chén trước cái đi ha. Dạ. Em thuê Hiền về á để phụ việc gia đình, rửa chén nè, giặt đồ, nấu cơm thay cho anh, để anh có thời gian ra ngoài anh lo cho sự nghiệp nha. Giờ anh còn biết làm gì khác, thôi cứ để anh làm việc nhà chứ, nấu cơm rửa chén gì đó để anh làm cho, công thuê người ta tốn tiền nữa. Thôi đừng nói vậy, em chuyển khoản vô cho anh số tiền. Rồi anh lấy cái tiền đó anh đi ra ngoài gặp gỡ bạn bè cho khuây khỏa. Chứ ở trong nhà riết rồi nó bức bối khó chịu lắm. Rồi sao em làm vậy chi vậy? Rồi em chuyển rồi luôn hả? Thì thôi lỡ chuyển thì cứ để đó đi. Chứ bây giờ anh chuyển lại vừa mất công mà vừa mất phí nữa. Vô! Uống mừng cho sự tự do nè. Ôi bia tự do nó cũng khác nữa. Dạ Hiền ơi. Dạ. Nghe tiếng kêu cũng quyền lực quá. Trời ơi, phải khác chứ chú. Dạ đây. Trời ơi, công nhận hai vợ chồng ông là giờ có số hưởng luôn rồi đó ha. Cái tầm của tôi nó khác, yêu cầu của tôi nó cũng phải cao hơn người ta. Dạ, cậu có việc gì thì cứ sai bảo tôi. Mùa này tìm việc cũng khó khăn, mà tôi cũng muốn tìm một công việc ổn định. Thì vợ chồng tôi cũng muốn có người làm ổn định. Còn ổn định hay không là do cái thái độ làm việc của chị. Dạ, tôi sẽ cố gắng làm tốt việc mà. Tôi thấy đồ ăn thì cũng được đó. Chị vô coi lao giùm tôi cái nhà đi. Dạ vâng. Khác liền hay chứ. Trời ơi, xuất sắc. Tôi với ông á bày mưu lập kế, làm tất cả các kiểu, hiểu không? Để cho vợ ông á tin tưởng, rồi bây giờ mướn ô xin cho ông. Mà nói nghe nè, mình có chảnh cũng chảnh vừa thôi, hiểu không? Chảnh quá, cái bà đã bãi nghỉ việc là ông trở lại từ đầu đó. Làm sao vậy? Lúc trước thì tôi đã quá cực rồi, trăm công ngàn việc nó đổ lên đầu tôi hết nè. Nấu cơm, giặt đồ, rồi chén đưa con ăn, đi học, rồi nói chung là tôi làm hết. Thì bây giờ có tôi phải hưởng chứ. Cái này người ta kêu là kẻ bị tổn thương lại đi làm tổn thương người khác. Nhưng mà thiệt ra tôi thích cái này. Sao? Bởi vì mình bị phụ nữ áp bức lâu quá rồi. Mấy bà vợ đàn áp quá rồi, đúng không? Nên mình... Ê, hết rồi. Coi còn con nào không? Hết rồi. Hết rồi hả? Giang ơi! Dạ? Bây giờ nhà hết bia rồi, chị ra ngoài mua giùm tôi thùng bia được không? Tiền đâu cậu? Chị ứng ra trước đi, mà nhớ lấy cái bill về nha. Rồi sau đó vợ tôi sẽ trả tiền lại cho chị. Chị muốn ổn định không? Dạ. Ổn định thì đi. Dạ. Vậy thôi, đơn giản. Vô chú. Gì vậy? Làm vậy có làm khó ông Xin không? Rủi về vợ ông không trả tiền rồi lấy tiền đâu bả trả lại. Yên tâm đi, vợ tôi ở nhà chỉ biết là ép tôi thôi, chứ ra ngoài đường á, trời ơi, cô cung phụng từng người, kiểu khung nhà dạy chợ, hiểu không? Với lại là bây giờ là cô đang nghĩ tôi là bị trầm cảm, cho nên là cưng tôi dữ lắm, đưa tiền cho tôi xài nữa, hiểu không? Vô đi. Ê, công nhận ông á bây giờ vậy là giỏi quá rồi. Nhưng mà nè, nói đi phải nói lại nha, trong cái chuyện này công tôi không có nhỏ đâu à, cũng cần phải được đền bù xứng đáng chứ. Tôi biết cái nết của ông mà, muốn gì nói đi. Cho xài ké oxy nữa. Vậy ba, xài ké là xài ké làm sao? Bả làm việc cho nhà ông làm sao bưng về nhà tôi được. Nhưng mà tôi có cách khác hay lắm, nghe được không? Trời, nghe người thông minh người ta tính nè. Bây giờ tôi về nhà, hiểu không? Tôi lôi hết đồ dơ qua đây. Đó, chăn ra gối nệm được lôi hết qua. Chén dĩa dơ ăn xong cũng để đó, cái chiều tôi khệ nệ tôi bưng qua. Xong cái mỗi ngày đi làm về tôi đem theo quần mên qua đây, cái kêu bả nấu cơm, cái bỏ cơm vô, cái tôi bưng về nhà. Trời ơi, tao nói chén dĩa mền gối quần áo sạch sẽ, cơm không cần nấu luôn, tự do muôn năm. Trời, ông nghĩ sao vậy? Nội cái công mà ông đi qua đi lại đó là ông dư sức mướn được 2 con oxin. Cái vấn đề là vợ tôi không chịu mướn, hiểu không? Nhưng mà quan trọng là cái gì? Ông có tự do lâu rồi, bây giờ bạn bè phải cho ké tự do một chút chứ. Thôi không ngờ cái cách vậy mà ông cũng nghĩ ra được. Nghĩ ra được. Thôi thích thì tôi chịu, lương đơn vậy đi. Rồi, vô nè. Ủa, tiệm bia nó dời sát nhà rồi hả? Sao chị mua lẹ vậy? Về lâu chưa? Dạ, tôi về nãy giờ. Nghe gì không? Nghe hết. Nhưng mà muốn có công việc ổn định không? Ổn định. Muốn có công việc ổn định không? Ổn định thì vui lên. Ổn định muốn không? Ổn định không? Dạ muốn chút xíu vậy mà. Bây giờ thì công việc nó thì sẵn làm cho tôi rồi, làm cho bản thân tôi nó vui chút xíu được không? Ổn định. Dạ được. Chịu á chị ha, chịu á. Chịu sao mặt quạo vậy? Vui vẻ lắm. Vui. Cảm ơn nha. Tôi định rồi, tôi không có về nhà lấy mền gối chén dĩa gì qua cho bà Oxin của ông làm đâu. Kêu bà đi về nhà tôi khiêng qua luôn đi. Khôn cái gì cha. Khôn cái gì, bây giờ mình xài chung rồi, mình phải tính cho nó gọn lại, hiểu không? Gọn này vợ tôi bỏ tiền ra mướn. Ông có rõ đồng xu cắt bạc nào đâu mà đòi hưởng. Không, mình xài chùa phải xài cho tới hết công suất người ta. Không được. Kêu đi, kêu bà ra đi, đi qua nhà tôi lấy đồ. Ơi, biết người ta rảnh không mà kêu đi. Tôi hỏi cho ông kia, tôi kêu Hiền ơi. Gì vậy? Hiền ơi. Ủa? Đi qua đấy đâu? Người làm nhà tôi mà kêu dạng miệng vậy cha. Mà sao bấm ra vậy? Ôi, ở nhà thôi là coi như là người làm là được cài cái password nhận diện âm thanh chủ. Phải đúng cái khẩu hình tôi kêu bà mấy người. Hiền ơi! Ê, đừng kêu bà nữa, trời ơi. Cái vậy? Đàn ông mà xài kẹp. Cha, đàn ông nào xài kẹp? Ôi trời ơi, một cành hoa em cài mái tóc. Ủa gì vậy? Trời ơi, cái kẹp có chữ nữa đó. Kẹp gì đâu, đọc coi. Cái chữ nó ghi là gửi cậu Tú. Trời ơi, tôi á nể tình cô Liễu. À, vợ điên của ông á. Cô Liễu tử tế nên tôi chỉ xin tiền trong bóp của cậu xài tạm trong thời gian tìm việc mới. Rồi, được, tức là nó lấy tiền trong bóp của nó xài mà có xin rồi. Đàng hoàng có xin được. Lần sau mướn người nhớ tỉnh táo mà canh chừng, gặp người xấu nó dọn hết nhà cậu đi đó. Không được, lời khuyên chí tình đó nè. Cái này nè, hay nè. Đồ ngu si nè, chửi á. Tái bút chửi luôn thằng bạn thân của cậu, ký tên ô xin Hiền Hậu. Hiền đâu? Hiền ơi, nó ký tên rồi nè. Nãy nói gì? Nó mượn tiền bóp nó đi. Ê, cái bóp còn vậy nhỏ xạo. Xạo mà không có tiền. Vậy là nhỏ đúng. Cái gì vậy? Ủa là nó lấy hết tiền của tôi luôn nè. Ôi cái gì vậy? Ôi nó đi rồi đó. Nó ăn cướp hả? Không, ăn cắp thôi. Nó đi rồi. Mấy giờ? Chắc 5-6 giờ vậy đó. Trời ơi, lộ là em còn được tới 12 giờ. Sao tôi hưởng phước được tới 6 giờ chiều vậy? Thì ông kém phước. Trời ơi, trời ơi, ông chuyến này không ổn rồi. Chuyến này là tôi bị đi trầm cảm nặng luôn rồi. Đây là ông có phải giặt giũ dọn dẹp nhà lại từ đầu. Trời ơi, không, đừng nói nữa. Sẵn mà ông làm vậy, ông đi qua nhà tôi luôn, lấy mền gói chén gì đó về giặt cho nhà tôi đi. Không